Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử tại Trà Vinh nói chung và của chùa Phật Quang nói riêng, sau 2 năm xa cách, thầy trò mình không có dịp gặp lại với biết bao nhiêu biến đổi của cuộc sống thăng trầm. Lời đầu tiên, thầy xin kính chúc tất cả quý Phật tử hiện diện có đời sống an lạc trong chánh pháp. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật ra thì thầy trụ trì chùa Phật Quang có mời, nhưng mà năm rồi đó thì lại bận không đi được, cho nên hẹn năm nay đến một lần để thăm đạo tràng. Rất là vui khi thấy đạo tràng vẫn là chùa cũ nhưng mà có nhiều gương mặt của các hành giả. Tới đây thầy thấy đạo tràng lớn mạnh, Phật tử đông, đây là một cái điều đáng để chúng ta đắp thêm niềm tin đối với Tam Bảo và ít nhất là đối với lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có được sự thấm nhuần của Phật Pháp. Cứ đợi đến tháng 7, chúng ta lại cảm thấy nao nao ở trong lòng khi nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục. Tại vì tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ du lan, bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách, thổn thức tim con suối lệ tràn. Cho nên đến tháng 7 là tự nhiên ở trong lòng của mình dường như có cái gì đó nó sâu lắng, và dường như có một cái gì đó nó xa cách. Sâu lắng ở chỗ chúng ta nghĩ không tới, xa cách ở chỗ chúng ta lấy không được, mà nơi đó chỉ có mênh mang của tấm lòng con người đối với con người, và nơi đó có sự bàn bạc của tình cảm mà mẹ dành cho con. Thưa cùng đại chúng, chúng ta có cần đợi tới Du Lan để mình thương cha nhớ mẹ không? Nhất là đối với mẹ, không cần, phải không? Lục bình trôi theo con nước lớn rồng, đời mẹ cũng dập dờn bao nỗi. Dưới mái tranh siêu, bữa cơm chiều nóng hổi, ấm lòng con chập chững bước vào đời. Không có gì hạnh phúc ngọt ngào bằng sau một ngày xuôi ngược vì cuộc sống. Trở về lại mái nhà xưa, có mâm cơm chiều nóng hổi đơn sơ, và nơi đó có mái tranh siêu và có dáng của mẹ già. Có thể chúng ta sẽ thấy nơi đó nó cô liêu, nơi đó nó giữ lấy bước chân của mình, chúng ta không thể tiến xa thêm. Nhưng xin thưa với tất cả đại chúng, chúng ta lặng lẽ chúng ta rời xa mái ấm đó, đi vào cuộc đời bao nhiêu năm tháng xuôi ngược rồi, chúng ta sẽ cảm thấy mái tranh đó nó quý biết bao nhiêu. Khi ngày trở lại, mái tranh xưa vẫn còn, nhưng hình bóng cũ thì lại biền biệt. Bây giờ chúng ta chỉ biết ước mơ, ước mơ được nghe những lời nói, nhưng tất cả chỉ là hư không đồng vọng trong tâm thức của những đứa con quên cội quên nguồn. Bữa rồi có một anh đó tới chùa thăm thầy. Thầy hỏi điều gì làm cho anh cảm thấy nhớ nhất ở trong cuộc đời của anh. Anh đó mới nói điều anh nhớ nhất đó là những lời nói trăn trối của mẹ anh.
sống trong cảnh hết sức là bất hạnh. Mẹ vẫn nuôi các con khôn lớn. Khi các con khôn lớn ra đi thành đạt thì lại không quay trở về. Nhưng ngày trở về thì mẹ của anh lại như đèn trước gió. Cho nên cầm tay anh trăn trối, dặn dò anh những lời. Và ánh mắt đó làm cho anh nhớ đời đời kiếp kiếp, không bao giờ quên những lời trăn trối của mẹ. Thưa cùng đại chúng, không phải là lời trăn trối gì là cao xa, nhưng lời trăn trối đó chỉ mong anh có một tấm lòng tha thứ cho ba của anh đã làm khổ mẹ của anh suốt cả cuộc đời. Thầy nghĩ trong đây có rất nhiều Phật tử đã nghe được lời trăn trối của mẹ, của cha. Nhưng có những em còn rất nhỏ, có thể đang phung phí tình cảm của mẹ. Nhưng thầy muốn một điều, mấy đứa con không phải đợi tới một ngày kia gục đầu bên gối mẹ, lau nước mắt để nghe lời trăn trối. Và không phải để hôm nay chúng ta hồi ức lại những lời trăn trối đó mà chúng ta chỉ biết khóc thương. Bởi vì cả cuộc đời của mẹ, từ khi biết khôn cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, đa phần tất cả những bà mẹ đó đều biết bao dung, biết tha thứ, biết yêu thương và biết mở rộng vòng tay mới có thể nuôi lớn chúng ta, đưa chúng ta vào đời. Không phải đợi đến một ngày kia mình mới giật mình khóc lóc, vì chúng ta biết được rằng những dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Và cũng đừng bao giờ mà đến những lúc chứng kiến cảnh liệm dần trong hơi thở tàn của mẹ, chúng ta mới thảng thốt: mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Vâng, hôm nay để tôn vinh tấm lòng bao dung của người mẹ và để nhắc nhở cho tất cả chúng ta đừng phung phí tình cảm của mẹ dành cho mình, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thầy xin phép trình bày với tất cả đại chúng của đạo tràng Phật Quang qua chủ đề lời trăn trối. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nhiều khi chúng ta sống trong sự yêu thương ngọt ngào của tình cảm mẹ cha dành cho mình, nhưng chúng ta không có để ý lưng mẹ ngày một còng, tóc ngày một bạc. Vì tình thương đó là tình thương cho đi không đòi lại, cho nên chúng ta cứ tha hồ mà phung phí cho tới lúc chúng ta bắt đầu làm cha làm mẹ và con cái của mình bắt đầu phản bội lại mình. Lúc đó mình mới biết yêu thương cha mẹ, thì đa phần chúng ta chỉ còn lại sự tiếc nuối. Đường đời nở vội biệt ly, một vành khăn trắng còn gì nữa đâu. Chúng ta sẽ muốn nói ngàn lời nhưng không nói được, bởi cách ngăn một vành khăn tan trắng. Và khi mất đi tất cả những tình thương đó, chúng ta mới hiểu được
sự trống trải và nỗi cô đơn ở trong lòng của mình khi mẹ rời xa cuộc đời này, bỏ lại những đứa con giữa dòng đời quan trái và bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi ước mong đợi chờ, nhất là những người mẹ đau khổ một mình lặn lội thân cò để nuôi con. Ở đây thầy không lên án lối sống phụ bạc của đàn ông, nhưng có những người đàn ông đã để lại mênh mông sông nước một người vợ hiền với những đứa con thơ khổ đau vô cùng. Làm gì để có thể một nách ba con, bốn con hay bảy tám người con để nuôi lớn trong cuộc đời này, khổ sở vô cùng. Và thầy cũng chứng kiến biết bao nhiêu người phụ nữ đứng lên từ nước mắt, vực dậy từ trái tim nhỏ máu để nuôi con, và suốt cả cuộc đời chỉ có biết cúi đầu mà nuốt đi bao nhiêu nỗi oán hờn, chỉ mong một điều duy nhất, đó là nuôi con khôn lớn. Thầy thấy có những bác Phật tử vất vả với con cái, một mình nuôi con, tới ngày cuối đời thầy có tới thăm, thì thầy hỏi gì chứ bây giờ điều duy nhất bác mong muốn là gì, thầy có thể giúp được không? Có bác đó nói: thưa thầy, con chỉ mong gặp lại ba mấy đứa nhỏ một lần. Thầy mới nói: người đã phụ bạc mình thì mình gặp làm gì cho tan nát thêm cõi lòng, người đã làm cho cả cuộc đời của mình đau khổ thì gặp lại để làm gì, để thêm oán thù. Bác đã nói: dạ không, con chỉ gặp một lần để con hỏi vì sao ổng lại ra đi, và con muốn biết là bao nhiêu năm tháng qua ổng có đau khổ không. Quý vị thấy rõ ràng vẫn là tấm lòng của người phụ nữ, dù bị bỏ rơi nhưng vẫn không oán hận, cố gắng bươn chải để nuôi con. Rồi có một gia đình Phật tử nọ cũng là quy y ở chùa thầy, tới những ngày tháng cuối cùng ở trên giường bệnh, bác đó mới nói với mấy đứa con đó: làm sao kiếm ba tụi bay về cho má gặp một lần. Sau 35 năm xa cách, không nhắc một lời, không bao giờ nói tới tên của ổng, không, coi như là không có để nuôi con. Vậy mà tới cuối cùng kêu mấy đứa con đi tìm người xưa trở lại. Quý vị biết, khi mà những người con này đi tìm ba trở về với cái niềm uất ức vô cùng, vì không hiểu tại sao mẹ lại có thể tha thứ, khổ như thế chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn kêu ổng trở về. Rồi những người con vì thương mẹ cho nên đi kiếm cho bằng được người đàn ông vô trách nhiệm. Khi về tới, bà chỉ nhìn ông và không nói một câu nào, và nắm tay từng đứa con một: đừng oán hận ông ấy. Và bà quay mặt vô vách chút hơi thở sau cùng. Thầy thấy cách hành xử này trượng phu quá, cao cả quá. Và thầy thắc mắc một điều là có phải chăng bác này bắt thang cho mấy người đàn ông tăng thêm sự phản bội, vô trách nhiệm. Nhưng chỉ cần lắng lòng một chút, thầy sẽ hiểu ra được một điều, đó là tấm lòng vĩ đại của một người mẹ.
Chỉ có những người mẹ mới làm được điều đó. Ngay cả bản thân thầy, người mà làm thầy đau khổ là chắc chắn thầy sẽ không có tha thứ. Dù không phản ứng, nhưng mà trong lòng mình không ưa. Vậy mà bác này vẫn có thể làm được. Thầy thấy rõ là tấm lòng của người mẹ vô cùng là cao cả. Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe một bài thơ, là lời trăn trối của một bà mẹ gửi cho đứa con của mình trong hoàn cảnh giống như thầy vừa nêu, để mình thấy được rằng tấm lòng của người mẹ cho tới hơi thở sau cùng vẫn mênh mông như biển cả, vẫn bao dung như trời mây, và vẫn ngọt ngào như nước nguồn. Bản chất của mẹ là như thế. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm căn lán nhỏ bên sông, nơi mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh, nặng quằn vai một nỗi nhớ thương chồng. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo, đời mẹ đó kiếp con cò lận đận, sớm đầu non đêm cuối bể thân nghèo. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con trao dùm chiếc nhẫn cưới cho ba, mẹ vẫn giữ chắc chiêu từng kỷ niệm, trăng vẫn tròn như dạo mới chia xa. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con nhắc chừng ba dựng bức tường nghiêm, nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt, thiếu tay ba đông cũng lạnh hơn nhiều. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân, nơi mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng, mắt trông chờ một bóng dáng thân quen. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con trao dùm chiếc áo dở đang thêu, tay mẹ yếu nên đường kim chỉ dùng, con chim gầy đậu dưới gốc cây siêu. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con trao dùm mái tóc thuở thanh xuân, thời con gái mẹ trăm điều bất hạnh, vết tuổi buồn ngang dọc kính trên lưng. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm chăn chiếu phủ giường tre, mẹ ôm ấp chút hơi tàn quen thuộc của người đi biển biệt đã quên về. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm ngôi mộ giữa quê hương, nơi mẹ chết trong mỗi mòn tuyệt vọng, cánh cửa đời khép lại với đau thương. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con đừng buồn và trách móc chi nhau, lòng của mẹ một tấm lòng đại lượng, dẫn nghìn năm son sắt chẳng phai màu. Kính thưa cùng đại chúng, dẫu biết rằng cuộc đời này ít có người tha thứ cho những lỗi lầm bội bạc, nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, thầy biết rằng nơi đó vẫn còn nghĩa tình chặt, vẫn còn hơi ấm của ngày xưa. Nếu không có hơi ấm của ngày xưa, tại sao còn giữ lại chiếc áo đã thiêu dở? Tại sao còn giữ lại chăn chiếu trên chiếc giường tre đó? Tại sao lẳng lặng đi ra cái phiến đá để đứng chờ một hình dáng quen thuộc? Rõ ràng trong lòng vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, phải không? Đố ai nằm võng không đưa, gặp người xưa cũ như mưa trong lòng. Dù người ta phạm bội, dù người ta đem đến cuộc đời của mình đầy đau thương và nước mắt, nhưng khi gặp lại, quán thù đó sẽ thấm đẫm vào từng giọt máu trở về tim. Có như vậy lòng mình mới cảm thấy hồi hộp và cảm thấy
hạnh phúc giữa khổ đau, ngọt ngào bên đắng cay của cuộc đời. Cho nên khi đọc lời thơ này, thầy cảm nhận được tấm lòng của một người mẹ. Một người mẹ quê dựng một mái tranh nghèo bên một con sông nhỏ, mà mái tranh đó trống cả bốn phía, gió thổi về đông càng lạnh thêm. Không có bàn tay của đàn ông, làm sao có thể đóng lại cái cửa đã sức, làm sao kê lại cái giường nó trông trên, làm sao có thể kéo lại tấm vách, làm sao có thể dội lại mái nhà đã dột bằng tay đàn ông. Một người đàn ông thân quen đem đến ngọt ngào hạnh phúc, và cũng mang đi tất cả những ngọt ngào đó, chỉ còn lại nỗi đắng cay của cuộc đời. Mà cuộc đời đây là cả một tuổi thanh xuân, cho nên mới gửi lại nắm tóc cho người đàn ông phản bội đó, để họ nhớ được rằng thời thanh xuân của một người con gái đã chôn vùi ở mái tranh này, và xa xa đằng kia là một nấm mộ. Thầy xin phép đọc lại từng đoạn thơ, và chúng ta đi ngược lại để hiểu tấm lòng của người mẹ đợi chờ với một nhịp đập trái tim duy nhất, cho tất cả đạo tràng chúng ta chung tay viết lên bức thông điệp yêu thương và chung thủy, hiểu biết và thông cảm. Quý vị đồng ý không? Đây là bà mẹ quê của ngày xưa, đau khổ biết chừng nào khi chồng ra đi biền biệt. Còn bây giờ không phải là một bà mẹ quê, cũng không đợi đến một mái tranh nghèo giữa phồn hoa đô hội, thầy biết rằng đêm đêm vẫn còn có những dòng nước mắt lặng thầm bên cạnh đời của những cô phụ khi người chồng lại thay lòng đổi dạ. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con chỉ dùm căn lán nhỏ bên sông, nơi mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh, nặng quằn vai một nỗi nhớ thương chồng. Hình ảnh một bà mẹ già hiu hắt ở một căn chòi bên sông vắng vẻ, tay run nắm lấy tay của người con mà dặn người con chỉ dùm cho người đàn ông phản bội kia khi trở về hãy nhìn thấy căn lán nhỏ bên sông, nơi đó có một bà mẹ già hiu quạnh, một người phụ nữ cô đơn quằn vai trong nỗi nhớ thương chồng suốt cả thời xuân xanh cho đến tóc bạc trắng cả đồng, ít nhất cũng 40 năm. Đến khi tóc bạc là ít nhất 40 năm đợi chờ. Một căn lán bên sông tức là cái chòi, không ra cái chòi nữa. Cái chòi nó còn có vách, còn cái lán nó không có vách. Cái kiểu mà cất cho thợ ở tạm trong một thời gian ngắn. Mà ở bên sông thì gió lộng tứ bề, mưa dăng khắp chốn, thì làm sao bà mẹ này có thể được yên? Và con của mẹ có phải chịu kham chịu khổ với mẹ suốt những năm tháng cơ hàn hay không? Hay là lớn lên tóc con xanh, con đuổi bắt bao nhiêu điều hay trong cuộc sống, để rồi quên dáng mẹ gầy héo hắt giữa hoàng hôn? Hay là quên cả gốc giường xưa mẹ đã mòn tay quét lá, quên cả tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt mẹ ngồi khàn giọng à ơi. Chỉ có tấm lòng bao dung vĩ đại của người mẹ mới nói được lời này, chỉ cho ông đó nhớ lại một cái căn lán này, căn lán mà ông phủi tình dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng một người thiếu phụ bồng con. Nếu mai mốt bác có về thăm lại, con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo, đời mẹ đó kiếp con cò lận đận, sớm đầu non đêm cuối bể thân nghèo. Đời mẹ chỉ là một con đò neo ở bến vắng. Bến sông không có khách, chỉ có con đò lặng lẽ,
lặng lẽ như cả cuộc đời của mình để mà nuôi con. Nuôi con nó khổ dường gì, rồi lại thầm nhớ đến người chồng của mình đang ấm êm với một người khác, thì nỗi lòng đó có chấp nhận được không? Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẩm tay bồng. Quý vị nhớ bài này không? Thầy quên cái đoạn sau rồi. Con thơ tay ẩm tay bồng. Cái gì? Tay dắt mẹ chồng đấy. Đầu đội thúng soi, đúng rồi. Bị chồng bỏ khổ gần chết vậy còn tha cho bà mẹ chồng mà nuôi nó gặp thầy thì còn lâu thầy mới phải nhìn bà mẹ chồng. Phải không? Bà mẹ chồng này cũng làm sao mới sanh ra đứa con bạc bẽo như vậy. Vậy mà nghe con thơ tay ẩm tay bồng. Đó, tay bưng tay dẫm về đầu đội thúng soi vậy đó. Cái đoạn sau thì tự nhiên quên mất. Tảo tần nuôi con cực khổ vậy đó mà quỷ dịch nó đi đâu mất tiêu. Còn dắt theo bà mẹ chồng nuôi mẹ chồng nữa. Khổ vậy đó. Theo quý vị bây giờ cảnh đó còn không? Vẫn còn. Thầy thấy có những người phụ nữ vĩ đại vô cùng. Họ là Phật tử chùa thầy mà thầy biết. Chồng phản bội, cặp hết người này rồi cặp đến người khác. Vậy mà ở nhà vẫn chăm sóc mẹ chồng, lo cho gian sang nhà chồng. Rồi lâu lâu lại hỏi thầy ở chừng nào nghiệp của con hết thầy. Thầy hỏi nghiệp gì? Nó cái nghiệp mà nghe, chồng con mê vợ bé đó làm sao mà chừng nào nó hết thầy. Thầy nói chừng nào ổng lết thì hết. Thầy đi hết nổi rồi thôi ở nhà. Phải không? Phải không mấy chú? Gật đầu nữa. Tức là còn đi là còn quậy đúng không? Nào lết là hết. Cứ lâu lâu tới chùa hỏi thưa thầy chừng nào cái nghiệp của con nó mới hết. Thầy hỏi nghiệp gì? Nghiệp chồng mê vợ bé. Tại ổng mê người khác thì mình khỏe chứ có gì đâu, phải không? Ổng ở nhà thì còn phải lo cơm, lo nước, còn lo bị rầy, bị la, đủ thứ. Có người ta rước rồi sao cho khỏe đi. Thì mấy người nói thầy không có chồng, thầy không có biết. Thầy là khỏe lắm, ai rước cho rước à. Mấy chị đồng ý không? Đồng ý cho người ta rước không? Không à. Đó, vậy đó, cái nghiệp là ngay chỗ đó đó. Cái chị đó chị cũng nói vậy, chứ nói trời thầy nghĩ có sao ai chịu chồng mình đi theo người khác. Thầy nói thì đó, cái nghiệp đó mình tạo ra. Chính mình tạo ra cái nghiệp luyến ái, phải không? Luyến ái làm chi sẽ khổ lắm em. Vậy mà không hiểu đó. Cuộc đời này nó khổ vậy đó. Đời mẹ là một con đò, mà con đò nhỏ neo ở bến vắng không có khách đi, lặng lẽ như một thân cò lận đận, sớm đầu non đêm cuối bể, thân nghèo, khổ quá, quá là khổ. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con trao giùm chiếc nhẫn cưới cho ba, mẹ vẫn giữ chắc chiêu. Người ta bỏ từ cái thời mà còn rất trẻ. Mẹ giữ chắc chiêu từng kỷ niệm và nhớ lại cảnh trăng tròn dạo mới chia xa. Trăng tròn là một cái cảnh rất là đẹp ở thôn quê mà những cặp vợ chồng son thường hay thề non hẹn biển. Phải không? Sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Quay tơ thì giữ mối tơ, dù năm bảy mối cũng chờ mối anh. Vậy mà nó gặp cái nó chớp chợp biến luôn. Cho nên đọc cái lời thơ này mình biết ở quê không có đèn điện, sống bằng đèn dầu, cho nên cái ánh sáng của trăng tròn đó nó gắn liền với đời sống thường nhật mà lúc vợ chồng mới lấy nhau trong cảnh cơ hàn. Dù thế nào cũng không thay lòng đổi dạ, giàu sang đến mấy, phú quý đến đâu, cũng giữ một dạ sắc son đợi chờ. Vậy mà bây giờ, trên dên một thân lẻ bóng, bên con đò nhỏ, sớm đầu non đêm cuối bể,
và mỗi khi trăng sáng đem chiếc nhẫn cưới ra nhìn, nhìn để tiếc nuối về quá khứ, và nhìn cũng để thấy thân của mình lận đận và đơn côi như một chiếc nhẫn này. Vẫn cố giữ, giữ để trông cho người đó trở về mà trao lại. Vì sao? Vì ngày xưa người này cũng từng nói lời hẹn ước, từng thề thốt thủy chung trao cho mình chiếc nhẫn màu vàng này, lòng son sắc không phai như vàng ròng, lòng tròn đầy trao nhau như chiếc nhẫn tròn. Vậy mà đò lỡ chợ trưa, thuyền sang bến khác. Nếu như chúng ta hạnh phúc, chúng ta không bao giờ nghĩ ra được những điều này. Chỉ có nỗi đắng cay tột cùng đau khổ của người mẹ mới biết được tận cùng của niềm đau khổ. Chỉ có cách tự an ủi mình và sống với nghị lực của mình mới có thể đối đầu với những nỗi khổ đau nhọc nhằn trong cuộc sống. Nhưng thầy phải công nhận bà mẹ này quá vĩ đại, giữ chiếc nhẫn đó cho đến ngày cuối cùng, trao lại cho đứa con và căn dặn đứa con hãy gửi chiếc nhẫn đó lại cho ba, coi như trả lại ân tình, trả lại cả cuộc đời của mình. Nhưng mà chỉ có trả lại cho cát bụi, ân tình thì đeo mang cho đến kiếp mai sau. Nếu mai mốt ba có về thăm lại, con nhắc chừng ba dựng bức tường nghiêng, nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt, thiếu tay ba đông cũng lạnh hơn nhiều. Ngày kết hôn chỉ có một mái tranh nghèo với những bức vách đơn sơ, sau bao nhiêu năm tháng tường siêu vách mục đã đổ nát, gió lùa bốn phương cho nên đông càng thêm lạnh thiếu tay đàn ông. Nay ông có về rồi thì hãy dựng lại bức tường nghiêng để cho ấm lòng người đã khuất từng sống ở đây 30-40 năm trong đơn lẻ đợi chờ. Ở đây nhiều khi chúng ta không có thấy, nhưng mà khi thầy ra ngoài Trung đó, thầy thấy cái cảnh ở nhà quê đó, tức là vợ chồng cùng làm gạch để mà xây tường xây nhà. Họ đắp đất, có thể họ làm vách tường bằng vách đất nữa. Thầy thấy ngoài Trung người ta làm nhà tranh vách đất đó, đại chúng có thấy cái nhà đó chưa? Tức là bằng những cây tre nhỏ, người ta đan lại đóng như cái hàng rào, người ta dựng đó, rõ đầu móc đất xét lên, đổ rơm vô, bắt đầu nhồi đạp cho nó nhão ra, bắt đầu quết quết lên những cái phên, rõ đầu chét lại. Thì thầy có chứng kiến cái cảnh người vợ đạp đất nhồi rồi bóc lên từng cục, từng bụm đất như thế này cho chồng chét lên. Chính mái tranh này mà dựng nên một tổ ấm, chỉ có trái tim của những con người thương yêu nhau trọn vẹn mới làm được điều đó. Nhưng rồi vách đó đã siêu, tường đó đã sập, hình ảnh của mấy mươi năm trước vợ nhồi đất, chồng đắp vách đất bây giờ không còn nữa. Và người vợ này muốn người chồng quay trở về chỉ dựng lại bức tường đã nghiêng, đã siêu lệch, để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa lúc cơ hàng gặp nhau. Không một lời trách móc, chỉ đại quá. Thầy thấy mình thời đại ngày nay là la quải quải, trời ơi cái bóng đèn này nó đứt rồi, tôi nói mỗi miệng cả tuần lễ rồi mà ông cô không thay, phải không mấy chị? Cho nên mình tập giống như người phụ nữ này, không cần phải nhiều lời dài dòng, cũng cần phải trách móc gì hết, mà nhắc lại chuyện xưa để cho họ thấy được cái nghĩa, cái tình, chứ không trách, không móc gì hết. Lòng bao dung chừng nào chúng ta sẽ thanh thản chừng nấy, mình gút mắt chừng nào thì nỗi đắng cay nó sẽ kéo dài ở trong đời của chúng ta. Mấy ông đừng có cười, không phải được nước làm tới đâu nha. Mấy ông này ngồi cười nãy giờ nhịp chân nữa kìa, khoái chí mà, phải không? Tha hồ mà quậy. Vì sao? Vì bà xã dễ thương rồi, không có trách móc gì hết, phải không chú? Chưa đâu, từ từ. Nếu mai mốt ba có về thăm lại,
con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân, nơi mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng, mắt trông chờ một bóng dáng thân quen. Ở miền Nam chúng ta không có bốn mùa, quê em chỉ có hai mùa mưa nắng. Ở ngoài Trung với ngoài Bắc có bốn mùa rõ rệt. Tới ngày thu thì lá nó đổi màu, bắt đầu nó rụng. Thì tưởng tượng những cảnh chiều, người cô phụ đứng chờ chồng ven sông, cảnh đó nó buồn biết bao nhiêu, phải không? Lá đổ bao nhiêu thì lòng mẹ trăm chiều đắng cay. Khi mà gặp mặt, thấy hình, nghe tiếng, nó còn đỡ hơn là xa biền biệt. Rồi bắt đầu tưởng tượng giờ này người đó như thế nào, có hạnh phúc không hay là đắng cay, có nhớ về những kỷ niệm ngày xưa hay không. Nhưng tất cả không cần nữa. Mai mốt ba có về, con hãy chỉ dùm cho ba thấy được cái tảng đá này nè, tảng đá ở trong sân nhỏ, nơi mà mẹ đứng giữa những chiều thu lá rụng, mắt trông chờ để đón đợi một hình ảnh thân quen. Thầy thấy khổ quá. Đối với bản thân thầy, có lẽ là nếp sống thiền môn nó thấm nhuần, cho nên thầy đọc bài thơ này thầy thấy tội nghiệp quá. Không có cần thiết phải đợi chờ. Tại sao mình phải đợi? Ngày nào cũng ngồi bên mâm cơm đợi, còn ổng ngày nào cũng đi ăn tiệc tùng nóng hổi đó, ăn cơm nóng, rồi còn bà đặt ăn phở nóng, rồi chê cơm nguội nữa. Mấy chú cười kìa. Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đối lòng. Người ta đã chấp nhận thân phận cơm nguội rồi, vậy mà sống bạc bẽo quá. Dẫu biết rằng là cái nghiệp nó chi phối. Tại sao người ta sanh ra có một tấm chồng rất đứng đắn, rất đàng hoàng và có trách nhiệm, còn mình khéo lựa khéo chọn mà gặp phải người đàn ông bội bạc, vậy mà cũng cứ chờ. Ta thấy tội nghiệp bà mẹ này quá đi. Dẫu biết là nghiệp chướng hết, nhưng mà thầy thấy làm sao có thể họ chấp nhận được. Có phải chăng vì yêu thương không? Khi mà yêu thương thật lòng, yêu thương ngập tràn cả con tim, người ta chấp nhận được hết. Khổ đau đến mấy người ta cũng chấp nhận, đắng cay đến đâu người ta cũng có thể chịu đựng được. Còn mình không sống trong cái cảnh yêu thương đó, cho nên mình không chấp nhận được, không có chịu đựng được. Đi thì đi, đi chừng nào cho đã rồi về. Nhưng mà đi làm sao về vậy à nha. Mà về mà sức mẻ ăn miếng là biết tay tôi. Thật ra đau khổ lắm quý vị biết. Bữa hôm có một người Phật tử đó, đệ tử của chùa thầy, còn trẻ thôi, chỉ có ngoài 30 tuổi, thì chồng lại có thêm người khác. Và về năn nỉ vợ đó, sao bây giờ em chấp nhận cho anh có hai nhà. Cái người vợ đó im lặng không nói một tiếng nào hết, mới nói với bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng mới nói thôi từ từ con, đừng có nóng nảy, giải quyết không có được. Rồi mới gọi điện hỏi thầy. Thầy cũng khuyên thôi từ từ. Tại vì sao? Tại vì nó còn về nó khai á là còn đỡ, mà nó không khai nó đi đâu đã đợi, cái mình phát hiện ra trời một quằn hai khạp phải chắc chết thì đâu có được. Thì nó cũng im lặng, sống lịch sự lắm. Xong rồi lại nói là lấy tiền để cất nhà. Thì người vợ này cũng gọi điện hỏi thăm thầy, bây giờ sao thầy? Thật ra con không có ham tiền, nhưng mà tài sản này là của vợ chồng, rồi còn mấy đứa con nữa. Bây giờ rồi nếu mà có cái gì thì con của con nó làm sao, chứ con không cần. Con nói thì cái thầy, bây giờ con xách cái vỏ đệm con ra khỏi nhà đi, nhưng mà con của con thì sao? Thầy nói khoan, để từ từ đã, chưa có tới đâu. Cách đây 2 tuần gọi điện khóc, thưa thầy chắc con chết. Thầy hỏi sao? Nó còn nhỏ kia có bầu rồi. Thật sự khi thầy nghe cái người vợ này nói như vậy, thầy biết hết tất cả những nỗi lòng của người phụ nữ.
có thể chấp nhận cho chồng đi ra ngoài, có bạn có bè, nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông phải có trách nhiệm. Thêm một thân phận phụ nữ nữa lại đau khổ. Rồi những đứa con vô thừa nhận đó, nó lớn lên với cuộc đời bằng cái tâm niệm của đứa trẻ mặc cảm, khổ lắm. Thầy thấy khổ vô cùng. Cho nên chỉ có bà mẹ này, bà bao dung, bà vĩ đại, bà mới làm được điều đó. Có một bác cũng ở Trà Vinh đây, đi ra thăm thầy. Bác vui lắm, lớn tuổi rồi mà cười nói rộn rãng vậy. Thầy hỏi bác có gì buồn trong cuộc sống này, bác nói không có gì buồn hết. Không có gì mà phải buồn, ngay cả ông xã con đi lăng nhăng con cũng không buồn. Thầy hỏi tại sao, bà nói con có giao kèo trước, đi đâu cũng được. Nhưng mà tôi nói cho ông biết, đi được, nhưng mà về thì liệu hồn. Tôi thì bình thường, nhưng mà giao gậy là nó vô tình lắm. Thầy nói cái kiểu đó, ổng mới đi luôn, không về đó. Tại dữ quá, phải không? Bà nói giao gậy là nó vô tình lắm. Thầy nghe thầy thấy đúng là đi tu là chính xác. Nếu mai mốt bác có về thăm lại, con trao giùm chiếc áo dở dang theo. Tay mẹ yếu nên đường kim chỉ dùng, con chim gầy đậu dưới gốc cây siêu. Thiêu chiếc áo cho chồng dở dang không thiêu được, vì sao? Vì nước mắt phải trải dài theo năm tháng nuôi con tạo tần, sớm khuya thì làm sao có đủ thời gian để thiêu. Nhưng mà cầm chiếc áo lên thiêu thì lại nhớ những ân tình đen bạc, thì làm sao thiêu được. Mà thử hỏi thiêu cái gì? Thiêu một gốc cây siêu, trên đó có một con chim gầy, nó đậu trên một gốc cây siêu. Vẫn đợi chờ như một cánh chim lạc bầy lẻ bạn. Nhưng mà trong tất cả các loài chim đó, thì chỉ có con chim quốc là con chim mà nó chung thủy nhất. Nó sống lúc nào cũng có đôi. Nếu mà con chim kia chết thì con chim này nó đứng nó kêu khi nào khản cổ và máu từ cổ nó chảy ra, rồi nó gục xuống nó chết ở trên cành cây, chân vẫn còn bám vào trong thân cây. Phải thiêu con chim quốc thì nó đỡ biết bao nhiêu. Đằng này thiêu một con chim gầy đậu dưới gốc cây siêu. Thật ra con chim gầy này vẫn là hình ảnh của con chim quốc, tiếng kêu lẻ bạn, kêu đến khi nào nó chết thôi, không đi ăn, không bay đi đâu hết, chỉ đứng đó kêu mãi cho tới khi nào nó gục đầu xuống nó chết. Đó là con chim gầy dưới gốc cây siêu. Vì kêu mà kêu không có tiếng đáp lại. Thiêu cái hình ảnh đó trên một chiếc áo, mà chiếc áo này thiêu không được trọn vẹn, bởi đau buồn, bởi tảo tần. Đau buồn về thân phận hẩm hiu, khổ sở do tảo tần hôm sớm. Cho nên một chiếc áo 3-40 năm vẫn chưa thiêu xong. Trao lại cả ân tình với bấy nhiêu nỗi khổ đau suốt cả một cuộc đời. Nếu mai mốt bác có về thăm lại, con trao giùm mái tóc thuở thanh xuân. Thời con gái mẹ trăm điều bất hạnh, vết tuổi buồn ngang dọc kính trên lưng. Cũng mái tóc thề này mà gặp người xưa, cũng mái tóc này mà kết thành phu phụ. Nhưng rồi người ta dứt áo ra đi, thì giữ lại làm chi mái tóc này. Cho nên nhất định cắt đi mái tóc từ thời thanh xuân. Cũng có thể vì cực nhọc quá, cho nên phải cắt tóc cho gọn, cho ngắn lại, để mà tảo tần nuôi con. Nhưng mái tóc đó cắt đi không dứt bỏ, vẫn giữ, giữ như một kỷ niệm đẹp của ngày đầu gặp nhau, thời thanh xuân suốt cả cuộc đời.
và lấy đi của mình cả thời thanh xuân con gái. Làm sao có thể đứng yên ở giữa trời mưa giông chốn quê nghèo? Đâu phải chỉ có mưa giông không, còn bơm rơi đạn lạc, còn chiến tranh, rồi còn lòng người đầy cạm bẫy nữa. Chúng ta không có sống trong thời chiến, nhất là đối với những em còn trẻ sẽ không biết, nhưng mà các chú, các cô, các bác lớn đây biết được thời chiến tranh thân phận phụ nữ khổ vô cùng. Tất cả sức trai tráng đều phục vụ cho chiến tranh, nhưng chiến tranh bao người đi được mấy người trở lại. Rồi người ở lại quê nhà thấp thỏm đợi chờ khi nghe pháo kích, mòn mỏi không biết. Nhưng mà người phụ nữ đơn côi có sống bình yên được với con của mình không? Hiếm lắm. Trong thời chiến tranh hiếm vô cùng. Vẫn phải có một tấm chồng, vẫn phải có một người đàn ông để nương tựa. Có như vậy gia đình mới bình yên mà nuôi con. Nhưng thử hỏi hạnh phúc gì với người mình không yêu thương, ấm êm gì với một gia đình lắp ghép, nhưng cũng phải chấp nhận tất cả vì chiến tranh và hận thù, tất cả vì sự đổi thay của cuộc đời mà người mẹ này vẫn sống như vậy, lặng lẽ bên bến sông để nuôi con khôn lớn. Vậy mà trong cuộc sống này có những đứa con ngày một lớn khôn, càng đi xa mẹ. Thậm chí thầy thấy có những đứa con mẹ còn đó mà coi như thừa thải, phũ phàng tới mức nạt nộ cả mẹ cha của mình. Bà im đi, quý vị biết đó là lời của một người bác sĩ. Hai mẹ con ra chùa thăm thầy, thì bà mẹ này nói chung cũng vất vả lắm mới có thể nuôi con tới khôn lớn. Nuôi ba đứa con khôn lớn. Cho nên từ ở chỗ vất vả, một nách ba con, người chồng thì bội bạc, cho nên người mẹ này quen cái kiểu quán xuyến gia đình, sắp xếp cho con cái. Nhưng bà quên đi, con của bà nó lớn rồi, nó lớn lắm rồi. Nhưng mà trong mắt của mẹ thì con có lớn cách mấy vẫn là con khờ của mẹ, phải không? Đối với bà mẹ nào cũng vậy. Nhưng mà đứa con thì nó không nghĩ như vậy, nó lớn rồi. Thì bữa ra chùa thăm thầy đó, thì bà mẹ bà mới mắng vốn. Bà nói thầy, nó hư lắm thầy. Tối ngày già đầu rồi nó không cưới vợ, bữa nay cặp người này, mai kết bạn với người khác, làm cho bao nhiêu đời người con gái khổ sở. Vậy mà nó ăn chay. Con nghĩ nó không nên ăn chay. Nó ăn chay thì nó không có làm người ta khổ. Thì chính cái người con nó mới nạt mẹ nó. Mẹ im đi, mẹ có biết gì đâu mẹ nói. Quý vị biết, người bất ngờ là thầy chứ không phải bà mẹ. Bà mẹ ngồi bình thường, có nghĩa là bà mẹ này ở nhà đã bị con trai của bà nó nạt quá nhiều lần. Nạt tới mức bà chai lì với cái nạt, cái phũ phàng của nó. Thầy mới nghe thầy bất nhẫn quá. Thầy nói con nói gì vậy? Tại sao con nạt mẹ nó? Mẹ con. Thì cái em đó nó mới nói, thưa thầy, thầy không biết đó, mẹ con kỳ cục lắm. Tự nhiên vậy mẹ con đi về quê đám cưới, cái mẹ con bắt con đi về dưới cưới nhỏ đó, con có quen có biết gì đâu kêu con cưới. Con cũng đi cho mẹ con vui mà, thầy thử nghĩ coi, tự nhiên con đi xuống cưới ai, cưới cái bà đó, nghe bà lớn hơn con 5 tuổi. Bà già chát đen thui rồi. Con nói không được, cái bắt đầu mẹ con la sùm lên làm con mắc mặt ở chỗ đó. Con không chấp nhận được cho nên con bỏ con đi về. Người mà con chọn dẫn về ra mắt mẹ con thì mẹ con không thèm tiếp. Mẹ con có thái độ rất là kỳ cục, thậm chí đó dằn mâm sáng chén đuổi khéo cho người ta về. Cho nên con thấy mẹ con kỳ cục, con không đồng ý.
năm nay là con 36 tuổi, con hỏi thầy bây giờ còn cưới ai nữa, con thành ông già rồi, cho nên mai mốt con đi tu khỏi cưới hỏi gì hết, khỏi không cưới ai nữa hết. Nó mẹ con cứ kén chọn riết rồi đó, mẹ con đi ra chợ đó, có cái chị đó bán mãng cầu, thấy hoàn cảnh người ta khổ đó, nuôi em cha mẹ chết hết, bán mãng cầu mẹ tội nghiệp, mẹ con cũng kêu con ra coi mặt mắt cái chị bán mãng cầu được không cưới người ta. Thầy coi con, mẹ con đi tới đâu là vớt người tới đó, con có một mình là bắt con cưới đủ người hết. Thầy lắng nghe một cách trung thực, thực sự là thầy cũng thông cảm với các em này, nhưng mà thầy vẫn đứng về phía cha mẹ. Thầy nói cho dù gì đi chăng nữa mẹ con vẫn muốn con tốt, cho nên mẹ con mới chọn lựa như vậy. Và mẹ con hướng về đạo đức, thấy người ta đau khổ cho nên mẹ con muốn con cứu vớt những mảnh đời đau khổ đó. Nó mới nói trời thầy, yêu thương nhau 5-7 năm đó, cưới nhau nó còn gây lộn, còn chia tay nữa, đằng này không thương không yêu gì cưới cái gì. Nó như mẹ con hồi xưa cũng đâu có yêu ba con đâu, mà nghe ông bà ngoại ép gả, cho nên cuối cùng đẻ ra đứa em út của con rồi mẹ con là phải chia tay, tại vì không có yêu thương. Cho nên ba con có bạn có bè rồi mẹ con không chấp nhận, không được, rồi dẫn mấy đứa con về ngoại. Thì bây giờ tại sao mẹ không lấy cuộc đời của mẹ để cho con làm gương, sống với người bạn đời mà mình không có tình yêu là sống như địa ngục, phải không mấy đứa con? Nó lý luận rất là hay, nhưng mà thầy vẫn không chấp nhận thái độ nó nạt mẹ. Nó dám nạt mẹ im đi, thầy nói không được. Con mà nạt mẹ im đi thì có thể một ngày kia con sẽ cầu nghe lấy cái tiếng mẹ của con thọ thẻ cũng không được. Sẽ có một ngày trên những bước dân nan chân hụt hẫng bởi không còn có mẹ, bến sông thương con đò xưa đơn lẻ, con gọi thầm trong tiếng nấc mẹ ơi. Rất nhiều những mảnh đời, những mảnh đời ngang trái, và có những đứa con nó phung phí tình thương của cha mẹ. Mẹ già mẹ mới lẩm cẩm, mẹ vất vả suốt cả cuộc đời, cho nên bây giờ mẹ quên trước quên sau, nhiều khi mặc áo quên gài nút, cầm muỗng đũa đã run tay, thì làm sao mẹ không lộn xộn cho được. Nhưng trước khi mẹ run tay thì bàn tay đã rất là rắn chắc để dẫn mình đi qua một chặng đường dài đầy chông gai cạm bẫy của cuộc đời. Chỉ có tấm lòng của mẹ, dù chân yếu tay mềm nhưng lòng cương nghị, mới có thể nuôi con tới khôn lớn và dẫn dắt con đi vào cuộc đời. Mình hãy nhớ tới cái ngày xa xưa, cái thời lên 5, lên 4 đó, lúc mà da mặt mình chưa trơn láng như bây giờ, thời đó chúng ta tiểu tiện ngay trên mình mẹ, có lời nào trách móc không? Bây giờ chỉ lấy cái ống cho mẹ nhổ, chỉ thay tả cho mẹ mà là gớm nhờm, có phải đau khổ không? Nào chỉ một đứa con, bao nhiêu đứa con mẹ vẫn không than gian trách móc. Còn bây giờ con cái lại chia nhau ra nuôi mẹ nuôi cha, mà chia ra đó tính từng ngày từng giờ. Bao nhiêu đứa con đuổi bắt những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống, để rồi lại có những hành động hất hủi cha, lại có những thái độ lạnh lùng nạt nộ mẹ. Thực chất trong cuộc sống này chúng ta đều bị kẹt với hai chữ ái dục. Vì mình sống trong cõi dục thì căn bản là nghiệp ái dục dẫn chúng ta tới đây mà thọ sanh. Còn nhỏ chúng ta đắm vào ái dục theo kiểu nhỏ, lớn lên bắt đầu chúng ta tham đắm ái dục theo kiểu của người lớn, kết bạn kết đôi có vợ có chồng, chúng ta lại chuyển sang tham đắm ái dục của những cảnh huống đó, rồi có con có cháu lại chuyển sang hướng tham đắm ái dục của người làm ông làm bà.
Cho nên một hành động hay một lời nói đều bắt đầu từ những suy nghĩ sâu ở trong lòng của con người chúng ta, đó là ái dục. Chúng ta đang tu, đang tập học Phật thì không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể dứt trừ được tâm ái nhiễm của mình. Cho nên trong lời nói nó mang đầy trách móc, trong ánh mắt nó thấm đẫm sự quán hờn, và ở trong hành động của mình tuy rằng không trực tiếp làm tổn thương ai, nhưng nơi đó vẫn còn sâu sắc những sự chờ mong của một người phụ nữ đối với chồng, của một người mẹ đối với con. Vậy mà con cái ít có biết, nó bằng lòng đổi tất cả gian sang, đổi cả tài sản và đổi cả sinh mạng để lấy niềm vui của một người con gái. Nhưng quý vị biết, có một người con đổi cả thiên thu để được tiếng của mẹ cười. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm của Trần Trung Đạo. Nhưng mà để viết ra được cái lời này đó, đối với mẹ mình là con đổi cả thiên thu này chỉ lấy một tiếng cười của mẹ. Chợt nhận ra điều quan trọng của một tiếng cười, thì tiếng cười đã mãi mãi ra đi trong hư không vô tình. Vì mẹ không còn cười được nữa, vì mẹ không còn nói được nữa. Bao nhiêu năm tháng phung phí bắt mẹ chờ, mẹ ráng chờ con đi, con công thành danh tội con trở về, mẹ cho con thêm thời gian nữa đi, con sẽ về với mẹ, mẹ cho con thêm một chút nữa đi mẹ. Nhưng giờ này bên mẹ có còn ai? Liều tranh khói bếp la đà, rung rung gậy trúc mẹ già tự hiên. Mẹ tự hiên dõi mắt về một phương trời xa mờ vô định, nơi đó có những đứa con quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Để cho mẹ mình đợi chờ mòn mỏi, cho tới lúc nhấc điện thoại lên nghe lời báo tin, lúc đó mới thảng thốt mong đổi cả thiên thu lấy được một tiếng cười của mẹ, vẫn không còn. Cho nên thầy hy vọng rằng tất cả những người con, nhất là những vị Phật tử còn trẻ, chúng ta đang sống trong ấm êm của tình thương cha mẹ, chúng ta nên quý trọng. Bởi vì rồi có một ngày nào đó không xa, chúng ta cũng giống như tâm trạng của nhà thơ Trần Trung Đạo, nhớ mẹ trong ký ức, tìm hơi ấm mẹ ở trong mơ, và mong được nghe tiếng cười lời nói của mẹ, nhưng chỉ bằng ký ức xa xôi. Sở dĩ chúng ta không thể yêu thương mẹ như ngày chúng ta còn bé là tại vì sao? Là tại vì thứ nhất, chúng ta quá bận rộn với công danh, sự nghiệp, cho nên chúng ta không còn có thời gian gắn bó với mẹ. Chúng ta không còn yêu thương mẹ như ngày xưa là bởi vì bên cạnh chúng ta còn có những con người mà chúng ta yêu thương, tình cảm đó nó chia sớt một phần. Sợ vậy chúng ta không còn ngọt ngào yêu thương với mẹ là bởi vì mẹ bây giờ lẩm cẩm quá, nói năng lu bu quá, lộn xộn quá rồi. Cho nên chúng ta không để ý nhiều, mà chỉ cần cung cấp tiền bạc, con làm hết bổn phận của một người con đó với mẹ là đủ rồi. Sợ vậy chúng ta không còn yêu thương mẹ nhiều cũng có thể vì người bên cạnh chúng ta nói vô nói ra, và vì tị nạn cho anh em họ hàng.
Nhưng thử hỏi tình thương của mẹ dành cho con thì đến bao giờ mới hết? Đến cuối cùng cuộc đời mới hết. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt, có những bà mẹ không có trách nhiệm với con, nhưng hầu hết tất cả những người mẹ thương con như chính hơi thở của mình. Mẹ già đà trăm tuổi còn thương con 80, ái ân có đoạn chăng chỉ hơi thở sau cùng. Cho nên muốn thu lại khoảng cách giữa mình với mẹ, chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là chúng ta hãy nhìn hình ảnh những bà mẹ còn trẻ đang chăm sóc con thơ của họ. Mình hãy nhìn thấy những hình ảnh bà mẹ đã bồng con, không dám bồng mạnh, mặc đồ cho con cũng mặc nhẹ nhàng, sợ con đau, sợ con khóc, rồi âu yếm, rồi vuốt ve, rồi nâng niu. Hãy nhìn hình ảnh đó để chúng ta có một sự cảm thông, thương yêu mẹ, và khoảng cách giữa mẹ với con sẽ thu ngắn lại trong cuộc đời này. Thưa cùng đại chúng, nói về mẹ thì chúng ta không cần phải lý luận dông dài, chúng ta không cần phải tư duy. Nhìn ra chợ thì mình thấy ngay tình cảm đó, nó dạt dào, nó bàn bạc. Từ cảnh mẹ đưa con đi học, rồi mẹ dắt con đi chợ, đâu đâu nó cũng có những hình ảnh ngập tràn của sự thương yêu, mà chỉ có mẹ mới có thể làm được điều đó. Bây giờ cuộc sống nó tương đối đầy đủ phương tiện hơn, đời mẹ đỡ vất vả hơn, nhưng quay ngược lại 3-40 năm trước, không phải đơn giản mà một bà mẹ có thể nuôi được 3-4-5 người con. Không thể, khó lắm. Trong thời chiến tranh loạn lạc, phải là tinh thần thép, phải là nghị lực vững chắc như tường, cũng từ trái tim mềm yếu của một người mẹ, của một người phụ nữ, nhưng có thể làm được tất cả. Cho nên chúng ta không phải làm cho nhiều tài sản vật chất rồi cung phụng cho mẹ là đủ. Và chúng ta cũng không phải lao đầu vào những cuộc ra đi gầy dựng sản nghiệp để lo cho tuổi già bóng xế của mẹ. Thầy nghĩ điều đó thật sự không cần thiết lắm. Mẹ có thể cần tiền, có thể cần thuốc, nhưng cần hơn hết đó là sự quan tâm của những người con. Quan tâm thật lòng thì chỉ là cháo rau đạm bạc, mẹ cũng ấm lòng dưới mái tranh siêu. Còn hơn là cao lương mỹ vị mà quanh năm suốt tháng cứ gọi điện là con bận rồi, xin mẹ thông cảm. Đã có biết bao nhiêu giọt nước mắt rớt ra từ những hố mắt lạnh lùng của những người con. Sau bao nhiêu năm tháng xuôi ngược, giờ nghe điện thoại biết rằng sự quay đầu trở về của mình, nơi đó cảnh cũ người xưa lại không còn. Chúng ta không phải khổ sở khi mà mất đi tình thân ở lời trăn trối, mà thực sự khổ sở là hằng ngày chúng ta bỏ rơi tình thân và chia cách tình thân. Cho nên lời trăn trối đó không phải là của mẹ, mà là của chính bản thân mình. Chính lời trăn trối là đạo đức, là nền tảng tâm linh cho tất cả những người con có thể đứng vững giữa cuộc đời này, mà chỉ có mẹ mới có thể làm được từ tấm lòng bao dung độ lượng của mẹ. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, ai đã từng làm mẹ làm cha, đã từng biết qua nỗi khổ đau của mình trong cuộc đời này khi nuôi con, dạy con và gây dựng sự nghiệp cho con. Tới khi chúng ta biết được, cũng có nghĩa là chúng ta không còn
cảm nhận được sự ngọt ngào, muốn đền đáp ân thâm của cha mẹ không còn có cơ hội nữa. Lấy gương của người trước để tiếp bước cho người sau. Thầy mong mỏi rằng tất cả các Phật tử còn trẻ, chúng ta hãy thương, hãy nhớ, hãy nghĩ và hãy biết ơn về cha mẹ của mình. Cho dù mai này ngồi cạnh bên giường bệnh của mẹ, thấy mẹ liệm dần trong từng hơi thở khó khăn, nghe lời trăn trối, vì chúng ta biết được rằng mình không phải là đứa con vong bội, để lời trăn trối của mẹ sẽ là bước chân bình an cho con hiện tại và mai sau. Vâng, xin chúc tất cả quý vị hưởng mùa vô lan, trọn niềm hiếu hạnh.